Bỏ bắp vào đi cơ. Bỏ hết bắp vào nha, đổ vào luôn. Đúng rồi. Đổ vào luôn. Rồi. Bây giờ mẹ mày còn bắt lên nồi nha. Rồi xào nha. Rồi. Mày đợi đợi cho nó bung lên nghe chưa. Đúng rồi đấy, nó đang bung đấy. Ai cười thế? Nó bắt nó đang bung, nó nhảy đây. Mày giờ thấy bắp nó nhảy không? Đó, nó bắp nó nhảy đó, nó bùng đấy. Ui trời trời. Mày cười. Mày cười à? Mày thích xem hả? Bắp bùng, thích bùng. Ừ. Bắp đang bùng đấy. Nó đang bùng đấy kìa. Xíu bông xíu mẹ bông đó. Nhưng đừng có đụng vào lửa để cho lửa đều rồi nó sẽ bông đều lên. Lửa gì mà lửa ga đấy, bếp ga đấy không? Thích ăn cái đó à, xíu rồi mẹ cho ăn, cả nhà mình cùng ăn, ăn bông đấy. Mày bông ăn nè. Mày cũng bông à? Mày bông ăn. Mày cũng bông à? Mày bắt bông kìa. Mày bông ăn. Mày bông gì? Đó, bông lại, đang bông lại. Bây giờ để trong bông hết rồi nghe chưa? Mày gỡ tay bắt bông à? Bỏ vào hộp đó cơ. Đó là hộp sữa nữa đó. Ờ, để dành à. Nhiều đây ha. Đấy, nó đảo rồi. Đấy, đảo lên. Rồi, mình xúc. Xúc bắp bông cắt vào trong hộp đi coi.